Chào mừng quý vị các bạn đến với tin tức cập nhật hôm nay. Và mình là Thế Anh, mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những tin tức nóng hổi được cập nhật ngày hôm nay nhé. Và không làm thời gian mất thời giờ của quý vị các bạn nữa. Chúng ta sẽ làm phần tin đầu tiên nha mọi người. Nga tuyên bố sở hữu vũ khí có thể hủy diệt mọi đối thủ. Quan chức Nga cảnh báo Moscow có những vũ khí để tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, nếu sự tồn vong của Nga bị đe dọa. Các chính trị gia Mỹ mắc kẹt trong chính những ngôn từ tuyên truyền của họ. Họ tự tin rằng trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng tấn công tên lửa phủ đầu, khiến Nga không còn khả năng đáp trả. Điều này thật thiển cận, ngớ ngẩn và rất nguy hiểm, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói với công báo Rossiyskaya Gazeta hôm 27 tháng 3. Theo ông Patrushev, Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng Nga sở hữu những vũ khí vô song hiện đại có khả năng hủy diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, trong trường hợp xảy ra mối đe dọa đối với sự tồn vong của đất nước, quan chức Nga nhấn mạnh, song không nêu cụ thể là vũ khí mà ông đề cập. Những bình luận từ ông Patrushev là phát biểu mới nhất từ cơ quan cấp cao Nga, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2, 12 năm 2022 cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Moscow chỉ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa, không phải khai chiến. Học thuyết hạt nhân của Nga nêu rõ nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường, đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin cuối tuần qua thông báo Nga sẽ bố trí tên lửa hạt nhân chiến thuật ở nước đồng minh Belarus, quốc gia giáp biên giới với cả Nga và Ukraine. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì gây tàn phá trên diện rộng. Ukraine chỉ trích động thái của Nga gây bất ổn ở nước láng giềng và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề này. NATO coi động thái của Nga là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố những chỉ trích của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của Nga ở Belarus. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 26 tháng 3 cho biết Mỹ vẫn theo dõi tình hình hàng ngày và tới nay chưa thấy vấn đề gì có thể khiến họ thay đổi tư thế răn đe chiến lược của mình. Ông nói thêm Washington cũng không thấy dấu hiệu Moscow có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESD có trụ sở tại Washington hôm 27-25 tháng 3 nhận định nguy cơ những cuộc căng thẳng hiện nay leo thang thành chiến tranh hạt nhân vẫn ở mức rất thấp. Tiếp theo được chúng tôi cập nhật từ Mỹ, nghi phạm xả súng trường học Mỹ lên kế hoạch từ trước. Cảnh sát Mỹ cho biết nghi phạm Haley xả súng trường học ở Navy đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ tấn công khiến ít nhất 6 người chết. Cảnh sát trưởng Nashville John Breck hôm 27 tháng 3 cho biết sau vụ xả súng ở trường Covenant, các sĩ quan đã phát hiện nghi phạm Andrei Hale, 28 tuổi, có một bản đồ vẽ chi tiết về ngôi trường như các lối vào và vị trí có camera giám sát. Chúng tôi đang viết tường thuật về sự việc. Chúng tôi phát hiện một bản đồ được vẽ từ trước, mô tả chi tiết về cách những điều này sẽ xảy ra. Cảnh sát trưởng Rack nói, ông Rack cho biết thêm các điều tra viên cũng phát hiện nghi phạm. Hale dường như còn nhắm mục tiêu xả súng một địa điểm khác, song đã từ bỏ ý định khi đánh giá địa điểm này có quá nhiều biện pháp bảo vệ an ninh. Cảnh sát trưởng Neville tiết lộ địa điểm đó cũng ở trong thành phố. Nghi phạm xả súng H, 28 tuổi, cựu học sinh trường Covenant, xông vào ngôi trường sáng 27 tháng 3, bắn chết 3 trẻ em và 3 người lớn, trong đó có hiệu trưởng Catherine Hosey. Cảnh sát ban đầu nói rằng H là nữ nhưng sau đó cho biết nghi phạm là người chuyển giới. Giới chức cho biết vụ xả súng diễn ra trong khoảng 14 phút. Theo các sĩ quan, Hep đã gắn nhiều phát đạn vào tầng 1 và tầng 2 của ngôi trường. Một nhóm cảnh sát gồm 5 sĩ quan đã đi theo tiếng súng lên tầng 2 và bắn chết nghi phạm. Hep mang theo 2 khẩu súng trường bán tự động và một súng ngắn. Theo cảnh sát trưởng Rock, ít nhất 2 trong 3 khẩu súng có giấy phép hợp pháp ở Naville. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ của nghi phạm. Dù có một số giả thiết đã được đặt ra, Hep được cho là không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Naville đã chứng kiến tỷ lệ bạo lực gia tăng trong những năm gần đây, trong đó có vụ đánh bom vào ngày Giáng sinh năm 2020, khiến kẻ đánh bom thiệt mạng và 3 người bị thương. Tin tiếp theo, Hội đồng Bảo an bác đề nghị của Nga về điều tra Nord Stream. Hội đồng Bảo an bác dự thảo quyết thừa
quyết kêu gọi điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống Nord Stream do Nga đề xuất. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 3 bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất, trong đó kêu gọi thành lập ủy ban để tiến hành cuộc điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch và vô tư về tất cả khía cạnh của hành động phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2, trong đó có xác định thủ phạm, bên tài trợ, tổ chức và đồng phạm. Dự thảo nhận được 3 phiếu thuận của 2 thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc, cùng phiếu của Brazil, 12 nước còn lại bỏ phiếu trắng. Dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của 5 thành viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh để được thông qua. Nga khẳng định không được tham gia cuộc điều tra đang diễn ra do Thụy Điển, Đức và Đan Mạch khởi xướng, trong khi những nước này báo cáo buộc. Chúng tôi có những nghi ngờ quan trọng và rất khó có cơ sở về tính khách quan, minh bạch của cuộc điều tra do một số quốc gia châu Âu tiến hành, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vasily Nebenzia cho hay. Ông Nebenzia nhấn mạnh ba cuộc điều tra không nhằm làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với hành vi phá hoại, mà là che giấu bằng chứng và dọn sạch hiện trường. Tôi nghĩ rằng sau cuộc bỏ phiếu hôm nay, nghi ngờ ai đứng sau hành động phá hoại Nord Stream là điều hiển nhiên, ông nói thêm. Một số thành viên Hội đồng Bảo an nói ba quốc gia đang điều tra vụ nổ là đáng tin cậy, chỉ trích Nga đang tìm cách chuyển hướng chú ý khỏi chiến sự Ukraine. Đó là nỗ lực nhằm làm mất uy tín các cuộc điều tra đang diễn ra và làm phương hại đến mọi kết luận mà họ đưa ra, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robin Wood nói. Dự thảo ban đầu của Nga đề cập vụ phá hoại diễn ra sau khi lãnh đạo Mỹ liên tục đe dọa Nord Stream, nhưng ý này bị loại bỏ trong ba bản được đưa ra bỏ phiếu. Bốn vị trí rò rỉ trên hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện cuối tháng 9 năm 2022 sau những vụ nổ lớn. Hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Cuộc điều tra chung Thụy Điển-Đan Mạch kết luận sơ bộ rằng các vụ nổ liên quan hành vi phá hoại có chủ đích nhưng chưa công bố bên chịu trách nhiệm. Nga nhiều lần tuyên bố phương Tây đứng sau sự việc, song không cung cấp bằng chứng. Tin tiếp theo, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân. Triều Tiên thông báo phóng tên lửa và ngư lôi mô phỏng đòn tấn công hạt nhân sau khi lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu cải thiện kho vũ khí. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo hai tên lửa đạn đạo được phóng trước đó một ngày nhằm trong một đợt diễn tập mô phỏng đòn tấn công hạt nhân, trong khi một số hệ thống vũ khí dưới nước chiến lược cũng được thử nghiệm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng ngày thị thác thị sát chương trình hạt nhân và kiểm tra đợt thử nghiệm công nghệ kích hoạt, tuyên bố Bình Nhưỡng cần sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử bất cứ lúc nào và kêu gọi tăng cường sản lượng vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng đáng kể kho khí tài của nước này. Đợt diễn tập được tổ chức cùng ngày, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz của Mỹ diễn tập với hải quân Hàn Quốc trên vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju. Tàu sân bay USS Nimitz dự kiến cập cảng Busan trong ngày 28 tháng 3, đánh dấu lần đầu chiến hạm này thăm Hàn Quốc trong vòng 6 năm qua. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là lời tuyên chiến. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố là cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược, và ông Kim Jong-un gần đây kêu gọi tăng sản xuất vũ khí theo cấp số nhân, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bản tin cuối cùng trong ngày của chúng tôi ngày hôm nay là một bản tin về Ukraine. Ukraine nhận xe tăng Challenger 2 của Anh. Giới chức Ukraine thông báo tiếp nhận xe tăng Challenger 2 của Anh. Loại khí tài được Bộ trưởng Renikov mô tả là tác phẩm nghệ thuật quân sự. Những xe tăng đó đã có mặt ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ phòng Ukraine Izan Zorita cho biết hôm 27 tháng 3. Xong không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những xe tăng đó đã có mặt ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Irina Zorota cho biết hôm 27 tháng 3, xong không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cùng ngày thông báo đã thị xác những khí tài mới, gồm xe tăng Challenger 2, xe chiến đấu bộ binh Mander, cùng xe thiết giáp Korga và Tusker. Một năm trước, không ai tưởng tượng được rằng sự hỗ trợ của các đối tác sẽ mạnh mẽ như thế này. Ông Reznikov cho hay và ca ngợi xe tăng Challenger 2 là tác phẩm nghệ thuật quân sự.
Chính phủ Anh trước đó tuyên bố binh sĩ Ukraine được đào tạo để sử dụng xe tăng Challenger 2 đã về nước và sẵn sàng được triển khai ra tiền tuyến. Hoạt động huấn luyện bắt đầu ngay khi Anh thông báo rằng vào tháng 1, họ sẽ gửi 14 xe tăng ra tiền tuyến Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng các kiếp lái xe tăng Ukraine đã học cách chỉ huy, lái xe và xác định tấn công mục tiêu một cách hiệu quả, đồng thời gọi đây là bước thay đổi về năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz cũng xác nhận Đức đã chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine sau khi các nguồn tin giấu tên nói rằng 18 chiếc Leopard 2A6 đã được bàn giao cho Kiev. Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine những xe tăng rất hiện đại, ông Scholz nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 27 tháng 3. Tạp BNZ của Đức trước đó dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Đức đã chuyển 18 xe tăng chiến đấu thủ lực, chủ lực Leopard 2A6 cho Ukraine. Chiến cuối cùng rồi Đức cuối tuần trước và đã bàn giao cho Ukraine ở biên giới khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Mander và 2 xe cứu kéo cũng đã có mặt tại vùng chiến sự. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng Challenger 2 của Anh có nhiều ưu thế trước phần lớn xe tăng chủ lực đang được Nga triển khai trên chiến trường và có thể giúp Ukraine tung những cú đấm thép uy lực nhằm vào lực lượng thiết giáp đối phương. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công vào mùa xuân. Hỏa lực và độ cơ động của xe tăng Challenger 2 được coi là yếu tố quan trọng để quân đội Ukraine tiến hành các mũi thọc sâu, chiên phá phòng tuyến và chia cắt lực lượng Nga. Trong khi đó, Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ 3, được phát triển hồi thập niên 1970 do quân đội Tây Đức đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120mm, mang giáp rộng để đối phó đạn xuyên nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp. Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cũng cảnh báo khó lượng của xe tăng phương Tây có thể gây ra vấn đề với Ukraine khi những cây cầu được xây từ thời Liên Xô chỉ chịu được trọng lượng của các loại xe tăng dưới 50 tấn, trong khi đó xe tăng Challenger 2 nặng hơn 62 tấn. Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video. Cả nhà hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn một like, một đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được thông báo khi kênh chúng mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt kênh Tin Tiếng Nóng cập nhật ngày hôm nay thì mình chung xin chúc tất cả các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ, có một bữa cơm thật là ngon miệng bên gia đình và người thân bạn bè của mình nhé. Và bây giờ thì Tin Tiếng Nóng xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình ngày mai.